Ôm ông về mới đi à? Cân thêm cho bà 200 nữa là 5 cân. Ô, cứ để ba cân đã. Biết đâu bà không làm được gì. Làm mấy đấy thì tao làm được cân không nào. Thế còn
ba cân. Ừ, gớm ba năm tí. Mẹ chỗ mát không ngồi, cứ ra chỗ nắng chơi xong là kêu nắng. Em gọi là chị con. Mẹ chỗ này ngồi mát như thế này. Thì Phương Anh mẹ sáng không học à? Đi nhận lớp mà đã về đâu? À này cái Phương Anh ấy, cái bé ấy. Chảy xuống đây đấy làm gì được một rổ? Chảy nhanh lên lấy một rổ xem nào. Mấy mình nữa. Rồi ư? Chảy nhanh lên, xuống đấy làm gì nữa được một rổ nhãn đâu. Không phải quả một chảy chứ không phải là chảy quả một. Chảy quả một thì lâu lắm. Đáng vào cái túi vài quả một và chảy giật. Một sàng này thì được 7 cân mẹ. Đấy một loại chủ 9 cân. Một xếp sàng 9 cân. Chảy đi. Chảy sâu. Đi chảy sâu lên chỗ đây làm sao? Đủ một tổ của mẹ này. Đủ mẹ đủ đi, nếu mà đủ
còn ngồi đấy mà chết cha. Giật hạt đi. Mày thua thằng Khang, Khang quá lên mặt chạy đi rồi. Nhân cười cơ so sánh chữ quan nhỉ. Mày có biết làm đâu mà chữ so sánh. Mèn rồi. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Nó cũng giống như hiện giờ rồi đi. Xoáy đi, tập xoáy đi. Tập đi đến lúc gì mà xoáy. Mình không muốn làm đâu mà xoáy. Không làm thì cũng phải làm. Đang làm việc ở huyện của bạn về. Thế chị Phương Anh chị tập rồi năm nay chị xoay được.